Đây là lý do khi đi ngủ, người ta hay để một túi đậu đỏ dưới gối. Làm ngay các mẹ ơi, mẹo hay quá. Đây là mẹo mà đa số chị em phụ nữ đều làm. Sau khi biết được mẹo này, đảm bảo nhiều người sẽ cảm thấy tiếc vì không biết nó sớm hơn cho xem. Đậu đỏ trong bài này không dùng để nấu chè để ăn cho thanh nhiệt đâu. Đậu đỏ là một vật phong thủy, giúp thay đổi vận mệnh mà nhà nào cũng nên có, cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Màu của đậu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, đây là màu sắc mở đường cho tài lộc tự vào nhà. Bên cạnh đó, mọi điều không may mắn sẽ bị hạt đậu đỏ đẩy ra khỏi nhà một cách sạch sẽ. Chuẩn bị: khoảng một nắm hạt đậu đỏ căng mẩy, không bị sứt mẻ. Túi gấm màu đỏ có dây rút. Thực hiện: đầu tiên là đem hạt đậu đỏ bỏ vào trong túi, nếu là nam thì cho 7 hạt, nữ thì 9 hạt. Thắt dây lại và đem để dưới gối, cách một tuần đổi đậu đỏ một lần là được. Từ đây, chắc chắn vận mệnh của bạn sẽ được xoay chuyển theo chiều hướng tích cực. Đậu đỏ không chỉ giúp hóa hung thành cát, mà còn là vật phẩm phong thủy, giúp cho đường tình duyên của bạn được suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, tiền cũng tự chui vào túi ào ào và mọi công việc đều thuận lợi. Ngoài ra, mọi người cũng có thể áp dụng những mẹo dân gian khác để hóa giải điều xui. Nếu đang bị xui xẻo bám xiết, mọi người chỉ cần nắm một nắm muối vào tay, rồi quăng nắm muối này qua vai trái thì mọi điềm xui đều ở lại phía sau lưng. Lưu ý, nếu là nam giới thì phải nắm muối tay trái, nữ giới thì tay phải. Nếu mọi người cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng như dự cảm có điều không hay sắp xảy đến với mình, thì khi ra khỏi nhà, hãy mang theo một miếng vải đỏ. Có thể cho vào túi hoặc vào ví, nhưng tuyệt đối không được cho người ngoài biết về sự hiện diện của mảnh vải này. Hãy nấu nước hoa bưởi để tắm gội, mọi điều không may mắn sẽ bị nước hoa bưởi cuốn trôi. Rửa sạch và phơi khô vỏ trứng ngỗng, chờ đến đêm trăng rằm, dùng than chấm một chấm đen lên vỏ trứng. Sau đó mọi người dẫm trên lên vỏ trứng rồi niệm, hóa hung thành cát, vận xui mau đi 6 lần. Ngày hôm sau, hãy dùng 4 mảnh vải đỏ gói số vỏ trứng này lại, rồi đem chôn ở 4 hướng, sau đó lấy đá đè lên hố chôn. Như vậy thì mọi người sẽ không bị vận xui nữa. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel thúc quý quanh ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.